Những năm gần đây, do tình hình thời tiết diễn biến cực đoan, mùa khô ở Ninh Thuận ngày càng trở nên khốc liệt, với tiết trời nắng nóng được đẩy lên đỉnh điểm. Hệ lụy là vào thời kỳ cao điểm của các năm 2015-2016. Trên địa bàn tỉnh có tới gần 40.000 khẩu trên 9.000 hộ dân thiếu nước, cần được sự hỗ trợ nguồn nước sinh hoạt hàng ngày. Các năm 2019-2020, Ninh Thuận có hơn 1.800 hộ với gần 7.250 khẩu thiếu nước sinh hoạt. Đối với giếng ở nhà trường thì hơn một tháng nay là không có nước khô luôn. Nhà trường cũng, thầy cô cũng đi xin mấy hộ dân xung quanh đây. Thì xin ở phía dưới đây thì lần thứ nhất thì người ta cũng cho được đầy một cái bình là 200 lít. Lần sau thì người ta máy được nửa bình người ta thôi. Thế sau này thì thầy cô cũng phải đi lên trên đây cách 100 mét thì kéo ống nước về xin về cho học sinh, nấu ăn cho học sinh. Cái giếng nhà tôi gần năm đây xây, có một bên nó khô liền. Những năm qua, tỉnh Ninh Thuận đã ưu tiên xây dựng các hệ thống cấp nước ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thông qua chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn. Tuy nhiên, để ứng phó với tình trạng khó khăn về nguồn nước do khô hạn, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền là rất quan trọng. Do cái nguồn nước khó khăn, cho nên là cái công tác mà điều phối, điều tiết nước để ổn định đáp ứng nước sinh hoạt cho nhân dân, kể cả khu vực đô thị và vùng nông thôn là hết sức quan trọng. Và cũng xem là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, Ủy ban tỉnh đã chỉ đạo cho ngành nông nghiệp, cho công ty một thành viên khai thác nguồn thủy lợi, cũng như là trung tâm nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn của tỉnh, lên một những kế hoạch hết sức chi tiết cụ thể để cân đối được cái nguồn nước. Do điều kiện thiên nhiên hạn hán khắc nghiệt, nguồn nước khan hiếm, nhất là với các vùng xa xôi, vùng đồng bào dân tộc còn nhiều khó khăn. Những thói quen sử dụng nước tự nhiên và các hủ tục tập quán của đồng bào cũng ảnh hưởng đến công tác truyền thông. Ngoài tuyên truyền về diễn biến tình hình hạn hán, tỉnh cũng đã thực hiện các phương án kết nối, liên thông các hệ thống hồ chứa để tiếp nước cho các vùng, khu vực có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt và sản xuất, chủ động phương án chở nước cấp cho người dân sinh hoạt. Tỉnh cũng tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình ứng phó với hạn, đặc biệt là công trình cấp nước nông thôn thuộc chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn với tinh thần khẩn trương, cấp bách để sớm đưa công trình vào sử dụng. Một số công trình xây dựng đã xuống cấp. Bên cạnh đó, tình trạng hạn hán gay gắt đã khiến cho một số hệ thống cấp nước có nguy cơ thiếu nước nguồn, cần phải tìm nguồn nước khác bổ sung. Với một số nguồn nước còn sử dụng được thì do tình trạng cạn kiệt, nên có lẫn mùi lạ của rong rêu và bùn khiến người dân e ngại khi sử dụng. Trong thời gian vừa qua thì bà con cũng đã nghe trong nước có mùi. Tuy nhiên, tôi xin khẳng định rằng tất cả các cái chỉ số về chất lượng nước đều nằm trong cái giới hạn cho phép của Bộ Y tế và cái mùi này thì không ảnh hưởng đến sức khỏe của bà con. Tuy nhiên trong cái quá trình mà sử dụng thì bà con nghe cái mùi này thì cũng có một cái cảm giác nó hơi lạ. Thì cái vấn đề này thì chúng tôi đã từng bước sử dụng những cái công nghệ mới hiện nay để mà xử lý cái vấn đề này. Để đạt được mục tiêu đến năm 2030 có 100% dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó 90% được sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn, Ninh Thuận đang rất cần có nguồn kinh phí lớn và sự hỗ trợ của Trung ương cùng các nhà tài trợ. Mở rộng đấu nối, cung cấp các loại bồn chứa, bình chứa để người dân vùng hạn hán tích trữ nước dùng trong mùa khô hạn đang là những giải pháp hữu hiệu. Song song với đó cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh tiết kiệm, hiệu quả và cùng nhau bảo vệ hệ thống đường ống của công trình.